Tôi sẽ bỏ trái bóng lên trên miệng ly nha các bạn. Các bạn có thể thấy dưới miệng ly nó sẽ hút lực chân không rất là lớn. Áp suất bên trong nó sẽ lớn hơn với sức bên ngoài, cho nên nó hút cái lòng bóng vào bên trong. Đồ đang cầm lòng bóng mà nó không bị rớt xuống này các bạn bè, thì nó sẽ hút cái lòng bóng này. Bây giờ tôi sẽ gỡ ra nha. Bây giờ tôi sẽ hứng một ít nước vào trong cái ly. Sau đó tôi sẽ xé một tờ giấy lịch. Bây giờ tôi sẽ đặt giấy lên trên miệng ly. Đó, tôi ập ngược cái ly xuống. Áp suất chân không bên trên miệng ly sẽ lớn hơn bên ngoài, cho nên làm tờ giấy sẽ không bị rớt xuống. Bây giờ tôi sẽ kéo từ từ cái miệng giấy ra để xem là có hiện tượng gì xảy ra không nha. Tôi có ba đôi đũa nè. Đôi thứ nhất thì tôi sẽ để đặt trên đây, và sau đó đặt một vật nặng lên để giờ treo chai nước lên, gắn ở phía cái trống như thế này. Bây giờ tôi sẽ dỡ cái hộp sữa lên nha, để các bạn có thể thấy chai coca nó sẽ không bị rớt khi mà chúng ta treo ở cái lật như thế này. Đô sẽ tháo cái đũa đũa ra nha. Bây giờ tôi sẽ xé một tờ giấy này ra. Cái chân này tôi sẽ cắt ra làm hai, nặn nước ra để mình viết chữ thôi. Để viết một vài chữ lên thôi nha, vài chữ lên để cho các bạn xem thôi. Thì tôi sẽ hơ lửa nha. Nói chung cái mẹo này tôi chơi từ lúc mà nhỏ, trong mấy đứa nhóc trong làng nó hay chơi á, thì tôi mới phát hiện ra cái trò này. Nói chung là cũng là khá thú. Tôi sẽ cắt cái vỏ cam ra. Sau đó đồ đốt cái tâm này lên, tâm này. Bây giờ lửa đã sáng rồi các bạn ơi. Bây giờ tôi sẽ nặn cái vỏ chanh này để thử nghiệm là nó có bạn thấy không? Bạn thấy này. Đó thấy không? Đó, ghê không? Ghê không? Các bạn thấy không? Là lúc mà mình nặn ra nó có tinh dầu á, mình sẽ làm cho cái này nó phật lên nha các bạn. Đó thấy không các bạn? Đó. Tôi sẽ để rưới một vài hạt muối lên cái bàn này. Ok. Và sau đó mình sẽ bỏ trứng lên các bạn. Các bạn thấy. Ok, bây giờ tôi sẽ thổi cho nó bay hết nha. Ok, bây giờ tôi sẽ lấy cái lăn khử muối này nha, và tôi sẽ lắc lắc nó xuống. Ok, để xem là bên trong nó có cháy không nha các bạn. Các bạn thấy nó xanh xanh không? Đó, lửa xanh xanh ở trên thấy không? Tại vì bên trong chai lăn khử muối á, nó cho chất cồn mà, để nó khử trùng á, cho nên nó khi mà mình đốt á nó sẽ cháy nha các bạn. Ok, đồ có một quả bong bóng. Đồ sẽ lấy một cây tăm đâm vào cái lông bóng này nha, để xem là nó có bể không. Bây giờ đồ sẽ lấy một chùm tăm để đâm vào nha, thử có nổ không nha. Các bạn thấy không? Mình đâm mình nhúng nhúng xuống là nó không không thấy nổ luôn, thấy không các bạn? Đó. Nói chung là mình đâm với lực bình thường vậy là nó sẽ không nổ nha các bạn. Thấy không? Các bạn thấy không? Nhấn xuống nãy giờ mà nó không nổ luôn.